Đây là đường Tôn Thất Thuyết. Và ở cái khúc này thì mọi người thấy là có một cái công viên. Đây là cái công viên, mặc dù mình đã chạy ngang cái đoạn đường này hàng trăm lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên thì mình mới đi vào ở phía bên trong cái công viên này. Công viên này bây giờ vắng hoe à. Nói chung là gọi nó là cái công viên cũng không đúng nữa. Nó chỉ là một cái bãi đất trống rồi sau đó thì người ta xây lên để cho những cái người họ ở đây họ tập thể dục kia thôi. Công viên này nó cũng không có quá lớn đâu. Và đây là có một cái bãi cỏ ở chính giữa cái công viên này. Thấy không? Mình sẽ đi thử một vòng. Ở đây thì không có chỗ để xe, nên là xe của mình để tuốt ngoài kia. Chắc không xa đâu, bởi vì chìa khóa cũng đã đổ rồi. Nó muốn lấy cũng đâu có dễ dàng lấy vậy được. Đó, cái phần cái công viên này nó cao hơn so với cái mặt đường ngoài kia, nên là ở đây có một cái cửa nhà của người ta nó bị thấp xuống. Đó, đây là cái cửa nhà của người ta nha. Sát bên là nhà. Tiếp một điều là mình không có đi ra bờ sông được. Ở phía ngoài kia là bờ sông đó, nhưng mà không có ra được, do là bị rào lại rồi. Đúng, ở phía ngoài đó là bờ sông thôi, cũng không có gì. Cây cối khá nhiều. Có vài người thì họ bắt giọng họ nằm buổi trưa. Khúc này thì sát bờ sông hơn rồi. Đó, ở phía bên kia là bên quận 7. Phía bên kia bờ sông là quận 7. Bị rào lại rồi, bằng hàng rào B40. Nên là chỉ có thể đi lòng vòng ở đây thôi. Đây là toàn cảnh cái công viên. Hết rồi, cũng không gì đặc biệt. Có một người thì họ đang tưới cỏ. Đây là cái nhà vệ sinh nè, mà nó rất là dơ, nói chung là nó bị sập sệ. Nhà vệ sinh dơ bờ lờ luôn. Nhà vệ sinh sập sệ hết rồi. Nói chung chỗ này có mấy người ta hút chích, chỗ này nó hút cái chích. Ở
Đó, như vậy là đã hết cái công viên này. Mình có thể đi, cái công viên này nó nhỏ, nên là mình chỉ đi một vòng khoảng chừng 4-5 phút, 7 phút thôi là xong cái công viên.